ấn tượng, mới lạ, hấp dẫn, lôi cuốn hàng triệu khán giả. Festival biển Bà Rịa Vũng Tàu là nơi tụ hội hàng triệu du khách đến thưởng thức hương vị của tình yêu, nắng vàng, biển xanh, cát trắng. Và đây là nơi bạn có thể ngắm nhìn biển Đông cả khi mặt trời mọc lẫn lúc hoàng hôn. Festival biển Bà Rịa Vũng Tàu 2018 sẽ tổ chức nhiều chương trình văn hóa du lịch đặc sắc, có sự tham gia của 28 tỉnh thành phố biển, hơn 20 nội dung chương trình hoạt động như biểu diễn nhiều nghệ thuật quốc tế, lễ hội Carnival đường phố, lễ hội sắc màu, biểu diễn áo dài Việt Nam và thời trang quốc tế, các triển lãm, hội chợ, quảng bá ẩm thực Việt Nam và quốc tế, lễ hội bia, hội thảo phát triển kinh tế du lịch gắn với bảo vệ môi trường, đường hoa ánh sáng, thư pháp, giao lưu các doanh nghiệp. Festival biển Bà Rịa Vũng Tàu sẽ có mặt hơn 800 đơn vị gian hàng, có 7 nhóm hoạt động. Tham gia hoạt động trong sự kiện này sẽ có các khu triển lãm, hội chợ đa dạng và phong phú. Festival biển Bà Rịa Vũng Tàu chắc chắn sẽ là mùa lễ hội biển cực hoành tráng sau 12 năm tái xuất. Festival biển 2018 sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến 3 tháng 9 2018 tại khu vực đường Thùy Vân, Bãi Sau và khu du lịch San Hô Xanh, thành phố Vũng Tàu. Festival biển 2018 diễn ra trong 7 ngày, đúng dịp cả nước kỷ niệm Quốc khánh 2 tháng 9.